bộ đồ xinh xắn nhất dành cho em. Bộ đồ hay nhất hãy tìm thử xem. Có phục chàng biên hoa Halloween. Thành ai đây ta? Con cá con ơi không? Oh, nó chật rồi. Đúng rồi. Mình làm bộ đồ hóa trang mới đi. Em muốn hóa trang gì hả Chi Chi? Thành con rùa biển hay xác ướp? Yeah.